nửa đêm đột nhập nhà thuốc, nhưng tên trộm chỉ chơm mỗi ba con sói. Trời ơi, linh chơi. Được biết sự việc hy hữu này xảy ra tại một tiệm thuốc ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Theo đó, chủ tiệm thuốc sau một đêm ngủ dậy thì phát hiện thuốc trên tủ bày bừa rất lộn xộn. Quá hoảng hốt nên bèn đi kiểm tra camera thử xem tối qua đã xảy ra chuyện gì. Khi xem thì mới biết một tên trộm cũng là một vị khách quen của cửa hàng. Nhưng lúc đêm khuya vắng vẻ đã cắt đứt ổ khóa, sau đó đột nhập vào trong nhằm ăn trộm đồ. Tuy nhiên điều đáng chú ý là thanh niên này không hề lấy tiền hay đồ vật quý hiếm nào, mà chỉ thẳng tiến tới tủ thuốc rồi ôm hẳn mấy hộp ba con sói, sau đó tẩu thoát. Sự việc hy hữu này đã khiến người xem vô cùng bất ngờ với hành động của thanh niên. Một số người còn cho rằng đây là tên trộm có tâm nhất của đất. Bên cạnh đó, nhiều người sau khi xem xong cũng không nhịn nổi cười mà để lại các bình luận như: cũng là ăn trộm mà sao nó lạ quá, trộm kiểu đang cần gấp thông cảm đi, chỉ lấy cái cần dùng không tham lam, làm trộm nhưng rất có nguyên tắc. Thôi để, mời để. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ ủng hộ kênh bằng cách like, share và đăng ký kênh để xem những tin tức thú vị mỗi ngày nhé.